cho cái phần media này. Ok, media. Vâng, các bác chọn những phần audio service. Thì hiện tại là lúc đầu nó đặt cái tên là để chứa cái ổ cứng là audio service. Thì chúng ta truy cập vào audio service. Tiếp đến chúng ta nhận diện ở cái ổ VK4T này. Đây, ổ này ổ trên là ổ gốc các bác nhé. Thì giao diện ở trên là ổ gốc. Ta nhấn enter ổ gốc. Ở cái phần chúng ta quan trọng ở cái phần đây cũng quan trọng với cái phần cam box đây. Thì cái phần này chứa được cái dữ liệu ở trong cái ổ cứng của mình. Các bác, thì trong nội dung clip ngày hôm nay, Audio Service sẽ là hướng dẫn cho các bác cái cách mà cập nhật bài hát mới qua ổ cứng cho đầu karaoke Vietka mà sử dụng trên hệ điều hành Ubuntu. Vâng, thì chúng ta đến các bước chuẩn bị. Cái thứ nhất là các bác chuẩn bị một đốc gốt. Em đang sử dụng cái đốc Audico 6629 này, cổng USB 3.0. Đây là cái đốc nó chứa được hai ổ cứng nhé. Vâng, và tiếp theo là các bác chuẩn bị cái dữ liệu gốc của Vietka. Thì cái dữ liệu này thì các bác có thể lấy là từ trên hãng hoặc là nhà phân phối. Tiếp đến là cái ổ dữ liệu của khách, cái ổ trong đầu các bác tháo ra đấy. Cái thứ tư là cái máy tính có cổng USB 3.0 để cho cái tốc độ nó download nhanh hơn. Và nghề các ứng dụng các bác cần cài đặt. Thì ở trong cái đầu tiên thì các bác cài đặt cái ứng dụng là HDSense Thinner. Thì cái ứng dụng này thì được kiểm tra ở trên cái hệ điều hành Windows. Thì cái ứng dụng này kiểm tra em cũng có một cái video cập nhật bài hát qua hệ thống qua hệ điều hành Windows đã có ở cái video trước, thì các bác kiểm tra ổ cứng ở trên đấy, kiểm tra cái tình trạng sức khỏe ổ cứng. Và tiếp theo cái mục cũng ứng dụng cũng quan trọng thì các bác cài đặt đó là Midnight Commander. Thì cái ứng dụng này nó dùng để đọc những cái file mà có trong ổ cứng của chúng ta trên hệ Windows. Còn cái link tải của cái hệ của cái ứng dụng này thì em để dưới phần mô tả thì các bác chú ý. Còn tiếp đến các bước để chúng ta bắt đầu chúng ta dùng để chúng ta copy nhạc. Vâng, thì cái đầu tiên sau khi chuẩn bị xong thì các bác cắm đốc vào máy tính, vào cái ống máy tính, là chúng ta bật cái đốc lên để cho nó nhận ổ cứng. Sau khi bật đốc lên nó nhận ổ cứng rồi thì chúng ta có thể vào dòng cái phần menu của Ubuntu, chúng ta search về cái ứng dụng là CMD chúng ta vừa mới cài xong. Thì ở đây em đang cài cái giao diện là Ubuntu, là giao diện tiếng Việt đó, nó có tên là cửa sổ chống lệnh. Thì chúng ta nhấn enter. Tiếp theo là các bác gõ cái lệnh giúp em, sudo cách su enter. Vâng, nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu của cái hệ điều hành của mình. Thì cái mật khẩu này để trong cái video trước thì em có hướng dẫn cho các bác cài cái hệ điều hành Ubuntu. Thì lúc đấy, lúc mà các bác thao tác, các bác cài đặt thì nó có cái tên đăng nhập mật khẩu các bác nhập vào nhé. Ok, thì bây giờ các bác đã truy cập, nó đã xong đúng mật khẩu rồi. Các bác truy cập vào cái lệnh MC. MC là cái ứng dụng các bác vừa mới cài đặt lúc nãy đấy ạ. Enter. Vâng, thì trong cái lệnh MC nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Thì giao diện đây thì chúng ta bắt đầu vào cái thao tác. Trước tiên, hai chấm thì các bác Enter này. Các bác chú ý vào cái màu xanh xanh nó in đậm này. Enter hai chấm này. Bác lại lên là enter tiếp này, enter hai chấm tiếp này. Các bác chọn những cái phần media này. Ok, media. Và các bác chọn những cái phần audio service. Thì hiện tại là lúc đầu nó đặt cái tên là để chứa cái ổ cứng là audio service. Thì chúng ta truy cập vào audio service. Tiếp đến chúng ta nhận diện ở cái ổ VK4T này. Đây, ổ này ổ trên là ổ gốc các bác nhé. Thì giao diện ở trên là ổ gốc. Ta nhấn enter ổ gốc. Ở cái phần chúng ta quan trọng ở cái phần đây cũng quan trọng với cái phần cam box đây. Cái phần này chứa được cái dữ liệu ở trong cái
ổ cứng của mình. Thì các bác copy nguyên cái phần cam box này, bác nhấn insert nha. Insert là chọn các bác chú ý nha. Tiếp đến các bác chuyển sang ổ khách này. Ổ khách các bác cũng nhấn 2 chấm enter này, lên 2 chấm enter này. Các bác chọn cho phần media này ok này. Và các bác chọn xuống phần audio service, đây là cái tên ổ cứng nha. Cái tên mà chứa ổ cứng. Và các bác chọn enter. Đây Việt ổ này là ổ Việt K 4T1. Ổ này ổ khách. Chúng ta nhấn enter. Và chúng ta cũng chọn về cái phần cam box. Chúng ta insert này ok này. Chúng ta nhấn tab sang phía bên này. Đó. Vâng, bây giờ các lệnh chúng ta cái lệnh là F5 là cái lệnh copy này. Đó, các bác nhìn thấy là copy không ạ? Copy, ok, phần 5 của copy. Đấy, nó sẽ hiện cái giao diện như thế này các bác nhé. Rồi các bác nhấn enter. Ở đây nó có hỏi là có copy đè không. Đấy, thì các bác nhấn là không. Cái phần ra dưới các bác nhé. Không ở dưới, ok. Thì trong cái quá trình này nó sẽ tự động copy những cái bài mà ở bên hộ khách của bên mình đang thiếu đấy. Bên ổ khách mình đang thiếu thì nó sẽ copy từ cái ổ gốc copy sang. Và nó sẽ là những cái mục ở bên cái phần ổ khách có, ổ gốc có thì nó sẽ không copy nữa. Nó không copy đè nữa. Đó, nó chỉ copy những cái bài và những cái dữ liệu thiếu ở bên ổ khách mà ổ cứng, ổ gốc nó có. Vâng, đấy là cái thao tác mà các bác dùng để copy cái nhạc mới từ cái ổ gốc sang ổ khách. Thì cái quá trình mà thực hiện quy trình của nó thì nó cũng như em hướng dẫn đó với các phím. Và em cũng chia sẻ thêm một chút nữa là các phím tắt. Ví dụ như là các phím F8. Các bác chọn insert chọn xong, cái phím F8 là cái phím là phím xóa. Đấy, các bác chú ý là không bấm phím F8. Trừ khi mà mình cần xóa những cái bài nào nó không cần thiết thì chúng ta nhấn F8 thì là chúng ta sẽ xóa nó. Vâng, với những cái giao diện nó cũng rất là đơn giản như thế này thì các bác thao tác chỉ một vài lần là các bác có thể là nhớ copy. Vâng, thì cái quá trình copy thì nó cũng xảy ra cũng tốn một chút thời gian. Thì các bác trong quá trình copy thì các bác có thể làm những cái công việc khác, như là chúng ta chuẩn bị thêm ổ cứng, chúng ta chuẩn bị là copy vào. Vâng, và đây em cũng hướng dẫn cho các bác rồi. Ở trong cái video này thì đôi khi cái phần nó tự chạy này thì nó cũng có hạn. Thì em cũng xin phép sẽ là dừng những cái sẽ dừng đến những cái bài mà em đang có sẵn rồi. Em sẽ dừng lại. Thì trong quá trình dừng nó không ảnh hưởng gì cả. Mà trong các bác có thì các bác cứ để cho nó chạy, chạy hết thì thôi. Đây, em dừng, em cắt... dừng đây. Vâng, thì những cái tập tin khi không đầy đủ thì em sẽ xóa nó. Em sẽ thoát ra cái giao diện. Và đây thì các bác có thể là kiểm tra được cả trong cái phần bài hát mới nó vừa thêm vào, nó được 8 bài đầu đây. Đó, thì các bác cứ tùy theo cái dung lượng của cái ổ khách nó thiếu bao nhiêu thì cái ổ gốc nó sẽ cóp sang là đầy đủ bấy nhiêu. Như thế thì xong, khi quá trình copy xong thì các bác thao tác lắp lại ổ vào đầu. Và các bác ở trên cái màn hình cảm ứng, các bác bật lên, các bác vào cái phần songbook và tìm đến cái mục mà cập nhật cơ sở dữ liệu ấy. Thì các bác cần cơ sở dữ liệu lên. Thì lúc đấy thì các bài hát mới thì nó sẽ có trong ổ cứng. Vâng, thì vừa rồi em cũng chia sẻ cho các bác cái cách mà chúng ta cập nhật bài hát mới qua đầu Việt Ca và sử dụng cái hệ điều hành Ubuntu. Vâng, thì có thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì thì các bác inbox xuống, nhắn comment xuống cái phần video thì bên em sẽ hỗ trợ và sẽ tư vấn cho các bác thêm. Vâng, thì cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Thì chúc các bác một ngày mới là vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.